Trên trang cá nhân mới đây, Sơn Tùng MTP có đăng tải hình ảnh chụp tập thể toàn bộ công ty nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập. Đáng chú ý, bức hình lần này còn có sự xuất hiện của Hải Tú. Đây là lần đầu tiên Hải Tú lộ diện sau gần một năm kể từ khi drama Trà Xanh nổ ra. Trạng thái tinh thần của Hải Tú được đánh giá trông vẫn rất bình thường, nét mặt tươi tắn, rạng rỡ. Dường như drama Trà Xanh gần một năm trước không hề gây ảnh hưởng nhiều tới Hải Tú. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng chú ý tới hành động của Hải Tú và Sơn Tùng MTP khi xuất hiện cùng nhau. Có thể thấy, cả hai cố gắng không đứng cạnh nhau. Màn trở lại lần này của Hải Tú vẫn chịu vô số chỉ trích, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Trà Xanh vẫn mãi là Trà Xanh mà thôi, không thích Thiều Bảo Trâm mà vẫn ghét Hải Tú nhé. Trà Xanh co mé bác hả, mãi anti, forever anti Hải Tú. Tuy nhiên, cũng có netizen cho rằng, công ty Sơn Tùng kỷ niệm 5 năm thành lập việc Hải Tú góp mặt hết sức bình thường. Không lẽ nhân viên công ty không cho tham dự? Vừa nay cho nhà em ăn mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công ty đi mọi người, chụp ảnh chung với công ty mà cũng bảo tẩy trắng thì em đến lại luôn. Trước đó, hình ảnh poster chúc mừng kỷ niệm do công ty MTP Entertainment đăng tải cũng có sự xuất hiện của Hải Tú.